Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Nam Thái TV. Hôm nay thì mình sẽ bắt đầu những video giới thiệu về những cảnh đẹp của Quảng Bình. Và đây là địa điểm đầu tiên khi mà mình di chuyển từ Hà Tĩnh sang Quảng Bình. Hôm nay chúng ta sẽ đến khám phá đèo ngang và đi lên trên đỉnh của đèo ngang để nhìn ngắm cửa khẩu Hoành Sơn Quan, đã từng một thời có tên hiệu là cổng trời của Quảng Bình và Hà Tĩnh, và sau đó đi tìm về Mũi Độc để thưởng thức món hàu to khổng lồ ở đây. Mình nghe nói nó to bằng bát ô tô và còn có con còn to hơn nữa. Đấy, bọn hàu này thì khi mà ăn nó thì các bạn sẽ, nếu là đàn ông thì các bạn sẽ khỏe hơn, còn phụ nữ thì mình không biết. Bây giờ thì mời cả nhà đi theo mình xem thực hư cái con hàu và cái địa điểm hôm nay chúng ta nó như thế nào nhá. Mời cả nhà đi theo mình nhá. Đây là điểm cấm. Hai vợ chồng vừa đi lại và đi vào đó bắt. Bây giờ thì mình đang ở trên con đèo ngang. Con đèo này thì ngày xưa mình đã phải phân tích rất nhiều ở trong các bài văn mẫu hồi học cấp 2 thì phải. Nhưng mà đến mãi tận bây giờ khi mà lớn lên, bây giờ mình mới có cơ hội để đặt chân đến cái con đèo này và để là nhìn ngắm nó, xem nó hình thù như thế nào, có giống với lại trong tưởng tượng của mình hay không. Ở đây chúng ta có gặp một cái biển nó ghi là Hoành Sơn Quan. Phía bên trái này có lối lên này mọi người. Nghe đồn thì ở đây là có đến 1000 bậc đá và không biết có đúng không. Nếu mà ai đã đến đây rồi thì nhớ đếm lại nhá. Vì mình sẽ không đếm đâu, mình sẽ đi một con đường khác. Ở trên kia sẽ có một cái con đường nhỏ. Bây giờ chúng ta sẽ đi lên trên. Ở đây thì chúng ta thấy cái biển báo của Quảng Bình và Hà Tĩnh. Đây là ranh giới giữa tỉnh Quảng Bình và của Hà Tĩnh. Ở bên này có một cái đường bê tông rẽ trái này, chúng ta sẽ rẽ lên đây. Đây rồi, chúng ta đã thấy được Hoành Môn Quan. Và chỗ này thì cách cái ngã ba lúc nãy chúng ta vừa qua khoảng độ 800m thôi. Các bạn cứ đi thẳng lên theo cái con đường lúc nãy chúng ta đi thì sẽ thấy được cái địa điểm này. Và cái cách đi này rất phù hợp với lại những cái người mà không có sức khỏe, không thể leo được 1000 bậc mà vẫn muốn chinh phục cái cửa khẩu Hoành Sơn Quan ngày xưa này. Thì các cụ hãy nhờ con cháu hoặc là nhờ tài xế đưa mọi người đến đây. Nhưng mà mọi người phải chú ý, ở trên này sẽ không có chỗ để đậu xe ô tô, nên mọi người đưa khách du lịch lên đây, sau đó thì hãy đi xuống dưới điểm dừng để cất xe. Ở khu bên trong kia có một khu quân sự, họ cũng có khá là nhiều xe tải họ chở hàng vào đây, nên để xe ở đây thì sẽ gây ách tắc và sẽ làm phiền cho cả hai bên. Mình cứ nghĩ là ở đây nó sẽ là rất là lớn, rất là đẹp. Tuy nhiên thì đến đây thì cũng không hẳn như mình tưởng tượng. Nó chỉ giống như kiểu là một cái cổng nhỏ, một cái cổng làng. Ở phía trước chính là Hà Tĩnh. Và mình được biết là cái hồ nước ở trước mặt chúng ta đây nó có tên là Hồ Kỳ Nam. Nó thuộc của Hà Tĩnh. Và phía đằng ở góc trái màn hình đây chính là hầm qua đèo ngang. Con hầm này ngày xưa thu phí và bây giờ đã không còn thu phí nữa. Trước của hầm chính là cái hồ mà mình vừa nhắc đến. Và đằng xa xa kia chính là những ruộng muối của người dân ở đây. Cách hơn bên phải một chút thì chính là Mũi Độc, nơi mà doanh trại quân đội nhân dân Việt Nam đang trấn giữ. Mình nhớ không nhầm thì là nếu mà đến đấy mà anh em mình vào mà không có giấy phép là sẽ bị bắt đấy. Đi vào là họ bắt đấy, khu cấm đấy, sao để bắt nhỉ? Đây là điểm cấm này. Hai vợ chồng vừa đi lại và đi vào đó bắt. Và còn hai hòn đảo ở phía xa xa kia là Hòn La và Hòn Cò. Lát nữa thì mình sẽ đưa các bạn đến Hòn La, Hòn Cò. Còn nhìn về phía Quảng Bình ở phía bên này thì chúng ta sẽ thấy là hồ Đồng Lợi. Nhìn từ trên cao xuống thì có thể thấy là hai cái hồ này đều đã được kè đê và giữ nước. Mình nghĩ là cái nước ngọt này sẽ để phục vụ cho tưới tiêu bên Hà Tĩnh và Quảng Bình. Bây giờ thì mời các bạn theo mình, chúng ta sẽ đi xuống chinh phục cái Mũi Độc ở dưới kia. Mình nghe nói ở đó rất là đẹp và lại còn có một cái đặc sản chỉ riêng ở vùng biển này có, đó là con hàu. Nhưng mà nó rất to, nó to bằng một cái bát ô tô. Chúng ta thử đi xuống dưới đấy để thử xem chúng ta có tìm mua được cái con hàu này không. Bây giờ thì mời các bạn đi theo mình nhá. Ở đây có một loại hàu, wow, to khủng khiếp, như bát ô tô. Bát ô tô chứ nhỉ?
Ở đây mọi người bán con này là 8.000 một con. Có lẽ là mọi người thường ở đây sẽ sợ ăn, họ ăn gỏi chứ ăn sống, tức là ăn sống với cả mùi tạt. Sống sợ to đây chắc phải thái ra. Cháu không biết, đại khái là họ nói là ở đây là sẽ ăn sống. Đấy. Thì chú cháu mình kê hẳn một cái bàn ra ngoài đấy, mọi người ăn trong kia, chú cháu mình sẽ kê hẳn một cái bàn bên ngoài này. Ngồi ngắm biển, trời ơi. Làm sao mà phê hơn được nữa. Về được ăn rồi. Hello anh em, hôm nay thì chú cháu mình đang ở đây đâu nhỉ? Hòn La. Đang Hòn La. Và khi mà đến đây ấy, các bạn sẽ được ăn cái món mà con hàu ấy, nó sẽ to bằng 3 bàn tay này. Đây là con hàu nha anh em. Con hàu này bọn Trung Quốc nó vẫn sang đây, nó bắt máy bay nó sang đây để nó ăn ấy, để tăng cường sinh lý ấy. Cực kỳ chất luôn đấy, mỗi chú cháu mỗi người một con, to lắm. 2 bàn tay rưỡi. Lúc mà ăn con này ấy, thì thịt nó sần sật 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 giống như là các bạn nhai gân của con ngao, của con trai vậy. Đúng thế, nó ngọt ngọt giống như thế. Nói chung là cho một ít mùi tạt vào, vắt chanh vào, ăn rất là ngon luôn. Ăn cộng với rau thơm nữa, rất là thơm ngon. Anh em nên thử, đừng để Trung Quốc ăn hết hải sản đặc biệt như thế này của Việt Nam nhé. Đến đây anh em sẽ được ngồi ở biển ăn luôn, nhâm nhi cốc bia và đĩa mực. Con này 8.000 một con. 8.000 một con. Chào buổi sáng cả nhà. Hôm qua thì mình đã ngủ lại ở khu vực này, nhưng mà mình phải chia sẻ với các bạn ngay đó là ở khu vực này rất nóng. Phòng sẽ không có điều hòa và chỉ có quạt, và mái thì là mái tôn, nó sẽ rất là nóng. Tuy nhiên thì các bạn có thể chọn một lựa chọn là ở đây có võng thì các bạn nằm. Nhưng mà với lời khuyên của mình sau khi đã trải qua thì mình khuyên các bạn là hãy tìm một nhà nghỉ nào đó có đầy đủ hơn ở phía ngoài quốc lộ 1A hoặc trên cái con đường vào thành phố Quảng Bình. Mình đã quyết định ở lại đây bởi vì ở đây có rất là gần với lại mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, chỉ cách đâu đó 3 km thôi là đã đến rồi. Và bây giờ thì mời các bạn cùng mình đến với lại mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp nhé. Trước mặt chúng ta đây chính là khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Chúng ta sẽ phải làm một số thủ tục khi đến đây. Ở trên đường thì các bạn sẽ gặp rất là nhiều những lời mời để gửi xe hay là mua đồ. Có một cái lời khuyên, một tip nhỏ là các bạn hãy cứ đi thẳng vào sâu trong. Bên trong cùng sẽ luôn luôn có một bãi gửi xe dành cho khách tham quan du lịch. Chúng ta không nên gửi bên ngoài nha. Bây giờ thì chúng ta cùng vào xem thủ tục ở đây sẽ như thế nào. Mộ cụ nằm ở trên hành lang gỗ cao. Xuyên biển xe đạp à? Dạ. Ô, đi từ Nam ra à? Không, đi từ Hà Nội ra. Hà Nội à? Đi tới đây rồi. Bao nhiêu ngày mới đến đây cháu? Đi được 7 ngày. 7 ngày à? Vui nhanh nhỉ? Mỗi ngày đi bao nhiêu cây? Đi khoảng 70 cây. Mỗi ngày 70 cây? Căng. Hello anh em, hiện tại thì mình đang ở mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Và khi mà đến đây ấy, thì các bạn sẽ không được mang theo bất kể hành trang, túi, sách hay là cái gì hết để lên trên. Các bạn phải gửi đây này. Đăng ký ở chỗ chị kia và đi lên thôi. Gửi đồ xong đi lên. Đây là con đường đi lên này. Có một điều mà rất thú vị về khu mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đó là đây là một vị trí cực kỳ đắc địa. Nếu mà xét theo phong thủy thì là có lẽ là nơi phong thủy tuyệt vời nhất. Bởi vì cái vũng chùa nơi mà chúng ta đang đứng ở đây, địa thế nó cong hình cánh quạt, lại được bao bọc bởi ba hòn đảo là Hòn La, Hòn Gió và Hòn Nồng. Tức là đảo Yến ở ngay phía đằng trước mặt mọi người kia kìa, đó chính là đảo Yến. Chính vì thế nên là vùng biển này rất là kín gió, đó là lý do mà mộ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mà được đặt ở một vị trí như này, là cực kỳ an toàn khi mà bão gió mọi thứ đều rất là ổn, đúng không mọi người? Nếu mà các bạn nhìn qua hình ảnh của video thì thực sự là mình chưa thể lột tả hết được cái vẻ đẹp của cái nơi này, nhưng mà nếu mà các bạn đến đây thì hãy tìm cách để mà nhìn và chiêm ngưỡng được cái khu vực Hòn Yến ở bên kia. Nếu mà có thời gian thì có thể là đi tour ra ngoài đó để thưởng thức. Do nãy mình cởi áo khoác ra, bây giờ mình mặc áo một cánh, áo tập gym nên là không được phép lên anh em ạ, xài quá rồi. Đấy là lưu ý cho các chị em mặc áo sát nách hoặc là anh em mặc áo sát nách giống như mình thì anh em sẽ không được vào đâu. Rất xin lỗi các bạn, ở trong video này mình không thể có cảnh toàn được bởi vì khu vực này cấm bay flycam rất là gắt. Bây giờ thì mình sẽ đến với lại Động Thiên Đường và Suối Mọc. Mời các bạn cùng đi với mình nhé. Bây giờ thì chúng ta lên đường thôi.